Chào cả nhà nha, hôm nay mình đi thăm bãi chuột cả nhà, giờ mới vừa tới điểm mà. Cả nhà thấy video có hay cho một lượt like, một đăng ký kênh cả nhà. Giờ đi vô thăm mấy cá đầu tiên trước cả nhà. Mấy ngày nay đi thất thu quá cả nhà, giờ kiếm chỗ nào ngon đặt dính nhiều cho cả nhà coi. Mùa này mùa kiến vàng cả nhà, kiến vàng cắn dữ lắm, qua vô đặt mà nó cắn hết nổi. Cái đầu tiên không dính luôn. Hết mọi kỹ ta. Chắc này chuột nhỏ quá. Đây là một chuột cơm. Đó, mở hàng cái thứ hai. Mình này dính luôn rồi. Này đại đại dính luôn. Quá em. Chà bá luôn. Trời ơi trời, nào. Nào tạp bẫy của mình nhập lép luôn rồi cả nhà ơi. Rồi dừng luôn cả nhà. Đừng chuột gì nhỏ xíu chạy. Chuột nó xíu à. Đây đây đây. Có con chà bá nè. Đó. Quá dữ. Bên đây còn cái nữa mà không sập. Dừng luôn cả nhà. Rồi, tới điểm luôn cả nhà. Ấy da. Rồi, cái nào không dính này. Đây, dính con. Ôi, con chuột cơm chà bá luôn. Rồi nặng nha, có ký á. Đây đọc bao ta. Đây 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 không bỏ ra. Trời ơi, chả luôn. Quá phơi anh em ơi. Đây có cái này nè. Một cái này không dính nè. Ngon hơn nó bên kia. Trời ơi vô hai con luôn. Trời ơi quá khủng khiếp rồi cả nhà ơi.
Một cái lồng mà vô hai con ghê thiệt. Đây còn chụp con chà bá luôn. Trời ơi quá đã anh em ơi. Thăm mà cái nào cũng dính chan gì á, đã lắm anh em. Đâu vậy ta? Cái này không dính rồi. Nè không dính anh em ơi. Ừ, có số anh em hỏi mồi thơm là mồi gì, mồi thơm người ta ra dưới miền cây người ta gọi là mồi khóm ra anh em. Có số anh em hỏi chứ anh em hỏi chuột đặc bẫy á, em không có bán chuột đặc bẫy nha. Còn cá ở đây phải không? Mồi thơm gọi bằng mồi khóm á anh em, đa số anh em hỏi. Này cái này nữa là không dính luôn. Rồi dừng luôn cả nhà. Rồi tới điểm luôn anh em ơi. Để làm con chuột cơm đi. Ờ con này giống như con cống vậy ta. Ờ rác luôn. Rồi đã hơi em xử đó. Mở ghé vô thầm cái vô cống lát rồi. Cái này không biết dính không đây, không biết con gì đây. Ừ hên con chuột cơm. Thẳng cống lát nữa chết nữa rồi. Lỗ luôn rồi. Chà bá luôn anh em ơi. Như đây em đặt có 3 cái à. Này, đây còn cái nữa nè. Dính luôn không? Rồi không dính nè anh em ơi. Tới điểm luôn anh em ơi. Đây đây đây. Thấy chưa? Con chuột cơm. Đó. Quá đã anh em ơi. Như một cái nữa nè, cái gì, hai cái gì đó. Rồi cái này sập luôn nè. Ủa vô con chuột đâu? Ơi cái này thay giác vô nè. Vô con chuột đâu rồi? Thị tá này chắc chuột nhỏ quá da luôn này. Bên bếp đi á. Đây dính rồi nè. Chà bá luôn. Quá phơi anh em. Đây chỉ kèn quá trời ta. Này dính rồi nè. Dớt bản dưới luôn rồi. Chà bá luôn anh em ơi. Rồi điểm kế tiếp luôn anh em ơi. Con cống nằm đen mông luôn nè. Anh em thấy chưa? Anh em thấy gì chưa?
Trời ơi, con khổng chà bá luôn anh em ơi. Gì mới đã nè anh em. Thấy gì chưa anh em? Chỗ này em có mấy cái nè. Nó được chín không? Sao không thấy đoạn tỉnh gì giáo ta? Không dính luôn. Hai cái này sụp rồi nè. Mà sao cái này không dính kìa ta? Sụp luôn nè. Đây. Cái sụp mà không dính kìa. Ngộ ha, sụp mà không dính. À, cái này dính rồi nè. Đây, đó, gì mới đã nè anh em. Chà bá luôn. Đây, xem nó đi qua luôn. Chỗ này con gái nó nằm đâu ta? Cái này không dính này. Cái này cũng không dính luôn kìa ta. Cái này chết luôn. Ôi, cái này không dính luôn kìa. À, đây em còn cái nữa nè anh em ơi. Đây 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 đây, con gì ta? Ờ à, con gì? Không đâu dính hàng khủng nữa chứ. Chà bá luôn anh em ơi. Dưới đây có hình như là 5 cái gì á. Mà thấy kiến vàng chứ lắm anh em. Đây. Đây 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 đây. Chụp con chà bá luôn anh em ơi. Quá đã. Dính luôn không? Ở cái này mà dính này. Nó nữa rồi anh em ơi. Trời ơi. Đang bung luôn anh em ơi. Ôi ôi chà bá luôn anh em. Trời ơi. Quá phê anh em. Đây em đi khoảng cái nữa nè. Cái hai cái gì đó. Mà cái này không dính này. Mở hàng được hai con cống là im rồi. Này em còn cái nữa mà không dính luôn. Thôi dừng luôn anh em ơi. Rồi tới điểm luôn anh em ơi. Mà quan trọng cái đó là đặt đâu mà. Ơi như là yeah.
ơi, hình như mất rồi nha. Đây, dớt xuống đây. Tưởng nồi mất rồi chứ. Thả xuống kỹ lại nha anh em. Anh dính luôn. Giờ tới đếm luôn anh em ơi. Đếm này nó cho anh tổng quả hết rồi. Hình như còn mấy cái à. Không nhiều. Đây, chính là còn chục con chà bá luôn anh em. Sắp cần rồi nha. Cái gì đây? Còn chục con chà bá luôn anh em ơi. Đó. Đây. Còn chục con mổ nụ. Rồi. Vậy mà cái cục thơm nó văng ra ngoài mà con chuột nó nằm ở trong kìa ta. Cả nhà thấy cục ngồi không? Con chuột nằm trong. Đây. Thêm một con chuột cơm. Qua đã anh em. Đây còn cái nữa. Đâu ta? Đâu, cái đó không biết này. Giờ ra tổng quả luôn cả nhà. Trộm tổng thành quả luôn cả nhà. Nay đi được như đây à. Được hai con cống chà bá luôn nè anh em. Đó. Một cái bẫy vô hai con. Quá phơi rồi. Được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 con cả nhà. Nay tổng quả được 24 con. Rồi, hồi cuối video cả nhà có thấy video hay cho một lượt like, một lượt đăng ký kênh cả nhà. Hẹn video ngày mai luôn cả nhà. Hơi về em còn đi thăm bà vắng nữa cả nhà. Nay từng ngày. Rồi, bye cả nhà.